Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cách sửa lỗi schematic, cách tìm lỗi sửa lỗi schematic và cách update schematic sang PCB để vẽ mạch in cho nó. Đầu tiên thì các bạn vào cái schematic mà mình với các bạn đã vẽ từ bài trước. Các bạn vào system, mở tab Messenger và ấn CC hoặc là Project Compiler PCB Project nhỉ? CC đó, các bạn thấy là nó không hiện lỗi gì cả, có nghĩa là cái schematic của mình vẽ nó không bị các lỗi cơ bản như là trùng dây, floating gì đấy. Thường thì cái schematic sẽ dính các lỗi cơ bản như là ví dụ như là floating label. Đó, floating label. Có nghĩa là cái label bạn vẽ ra nó không không được nối vào dây nào cả. Lỗi thứ hai có nghĩa là lỗi trùng lặp tới linh kiện. Ví dụ như mình để đó, ấn CC nó sẽ hiện ra lỗi duplicate component, có nghĩa là hai cái linh kiện này bị trùng tên. Lỗi này thường xảy ra khi các bạn dùng tính năng copy như thế này đó, thì cái tên linh kiện nó sẽ tự tăng lên đến một giá trị nào đó thì nó sẽ bị trùng với cái linh kiện khác. Các bạn nên để ý lỗi này nhé. Và lỗi thứ ba có nghĩa là lỗi một một dây mà có nhiều net label, bạn ấn CC nó sẽ lên net wide head multiname đó. Một dây thì nó sẽ không được trùng label. Rồi. Còn cái off grid này thì nó không phải là lỗi, nó chỉ là cảnh báo bởi vì mình vẽ linh kiện nó không vào cái đường lưới này thì nó cảnh báo thôi, không phải là lỗi. Ok, sau khi mình đã kiểm tra lỗi PC, schematic rồi thì các bạn tiến hành update. Update schematic sang PCB các bạn làm như sau. Vào design update hoặc là dùng phím tab DU. Cái này là mình vừa sửa, mình sửa các con led 7 thanh nên nó bắt kiểm tra lỗi chuyển các dây thành các dây mới cũ thành dây mới này. Đó, ví dụ như net 11 chuyển thành net 7 sec 1. Ấn continue. Ấn yes. Các bạn ấn vào valid date change thì nó sẽ hiện ra lỗi, ví dụ như dấu x này là đang có lỗi này. Footprint not found có nghĩa là cái footprint của mình đang bị sai, nó không tìm thấy trong thư viện footprint unknown pin này. Không có footprint thì nó sẽ hiện unknown pin đó. Các bạn cứ ấn execute change trước, sau đấy mình kiểm tra lỗi này. Đầu tiên là Footprint not found, bạn close đi. Các bạn ấn vào đây, ấn vào footprint. Đó có nghĩa là cái footprint này nó là cũ quá rồi, nó không tìm thấy trong cái thư viện của bạn. Các bạn thì tiến hành update footprint mới cho nó, led 7 thanh. Mình dùng loại 1.8,
Ok. Làm tương tự với các led còn lại. Hoặc các bạn copy luôn, Ctrl C. Ok. Và paste luôn vào đây. Ok. Ok. Bạn update lại. Yes. Execute the chain. Các bạn sẽ thấy một lỗi nữa là U1 to SCH đồng hồ này. Failure to add class member. Có nghĩa là cái này cũng không có, chưa có footprint. Các bạn vào kiểm tra U1. U1 đây. Không kiểm tra, không có footprint thì nó sẽ hiện lên cái lỗi ấy. Đây. Không có footprint nó sẽ hiện ra cái lỗi là failure to add class member ấy. Còn footprint mà bị sai thì nó sẽ báo lỗi là unknown footprint. Các bạn lưu ý điều đấy. Các bạn tiến hành update cho nó. Browse 32 32AM. Ok. DU lần nữa. And execute chain. Đó. Đã hết lỗi. Các bạn xóa cái màu đỏ này đi. Vậy là các bạn đã update được cái schematic sang PCB. Ở kỳ sau mình sẽ giới thiệu các bạn cách sắp xếp linh kiện sao cho hợp lý. Và hẹn gặp các bạn tại bài giảng tiếp theo.